Say hello đi. Hi. Happy Lunar New Year. Happy Lunar New Year. Okay, we're traditional dress good ha. Đây hướng dẫn viên người Úc dắt mình đi chùa. Ở đây có gì? Hình như là có dạy học trong này nữa. Chăm sóc mấy đứa trẻ từ 6 tuần đến 6 tuổi. Ở đây, cổng chùa đây mọi người ơi. Just right by him. Đốt nhang thật rất là đông nha mọi người. Ở dài ai cũng đẹp hết. Ai cũng đẹp hết á. Đây là chánh điện nè. Cái tháp này giống như chùa Vạn Đức nè. Đứng ở trong nhìn ra nè. Chùa ngay mặt tiền đường luôn, xe cộ đi qua đi lại không lắm. Chùa rộng bự ghê, lần đầu tiên mình bước chân vô đây luôn. Chùa dặm nhạc, không phải là nhạc chùa mà nhạc xuân. Đi một vòng quanh chùa rồi xem nhé. Lên trên thì gió mát, xe cái dòng dòng ở bên trong tâm thôi, chứ còn em mới tới đây làm đâu em cũng không có rõ.
lắm. Cậu hoa chiên cũng có mì đất nha, ải phật xinh xăm, chà hầu như là người Việt đi chùa nhiều á, xinh xăm lắm. Trời, ở đây là ngày chùa, ngày Tết á, ai ai cũng thích bận lắm. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cái cây vậy luôn á. Uống nắng cái kiểu gì mà cái gốc cây nè y như là một cái bình hoa luôn. Thấy chưa, rất là lạ. Mọi người coi, lần đầu tiên mình thấy luôn. Quá đẹp. Đó, ở dưới gốc là một cái bình hoa, ở trên là giống như là những cái cành hoa mình cầm cho nó tì. Mình qua bên phải thử, bên phải có cái gì ha? Bên phải hậu hoa viên. Ê, ở đây có bán đồ ăn chay nè. Quá trời người mua đồ ăn luôn. Quá trời người mua đồ ăn luôn. Có bàn ghế đồ ngồi đàng hoàng lịch sự. Ngày mùng 1 ăn chay. Mà mình đã ăn rồi cho nên mình không cần mua đồ ăn nữa. Hello mọi người, đã xong rồi, bây giờ mình đi về. Mình đã đi xa cái chùa rồi. Bye bye, tạm biệt chùa nha, hẹn gặp lại. Hello mọi người, đi lễ chùa xong bây giờ em đi hái lộc đầu năm. À đây là lộc của em, em đi mua lộc chứ không phải là hái lộc nha. Ở đây không có được hái tùm bậy tùm bạ. Chứ trên đường về nè, mình thấy cái căn nhà nó rất là nhiều hoa đẹp quá, mê mẩn luôn. Trời ơi, ước gì cái khu vườn của mình nó đẹp như vậy. Hello mọi người. À đi chùa với lại đi mua lộc chứ, phải đi hái lộc. Chúc mọi người đầu năm cùng gia đình nè, vạn sự bình an, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công và mọi thứ đều tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc mọi người gia đình năm mới.